Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 3 ngày Tết Nhâm Dần, từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2022, ngoài vụ tai nạn khi hai thanh niên đi xe mô tô do không làm chủ tốc độ đã tự đâm vào cột mốc dẫn đến thương vong xảy ra trên đường D378 thuộc địa bàn xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định. Trong công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong 3 ngày qua, lực lượng chức năng đã xử lý 35 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 36 triệu đồng, tạm giữ 9 phương tiện vi phạm. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh vẫn đang nỗ lực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỗi người dân cần nêu cao trách nhiệm ý thức khi tham gia giao thông, đồng thời cảnh báo người thân của mình đã uống rượu bia thì không được lái xe, chấp hành nghiêm tốc độ khi điều khiển phương tiện.